Thằng Nam nó hỏi cái 20% lúc mình qua đấy 1/3 thì khi đang đi ở giữa, nếu danh mục tăng thì mình vẫn phải bán để cân bằng. Đúng rồi, lúc nào mình phải cân bằng lại cho nó. Mà có mình làm chỉ mỗi một quỹ rồi chứ không phải là hàng ngày hàng tuần mình làm nha. Mỗi một mình phải cho cái danh mục mình có thời gian, có cơ hội để nó lên nên nó xuống, phải không? Xong mình mới cân bằng lại chứ không phải là từng nào mình cũng cân bằng hết vậy. Tại lý do nữa bông là tại vì cái nhà thế mình của mình đầu tư đó, mình lúc nào mình phải suy nghĩ đó bông, là mỗi lần đó mình giao dịch đó bông là mình phải đóng bao nhiêu tiền thế. Tại vì là tụi em nghe lời mấy cái thằng hồi đó giờ nó chưa làm lời, nó chưa trả thế đó bông, bởi nó không biết, bởi tụi em nghe gì trên mạng đó, tụi em không có nghe mấy cái nó nói gì tiền thế bông, là tại vì hồi đó giờ nó chưa làm lời, bởi nó không cần trả thế, không. Còn mấy thằng đó mà nó làm lời đó bông, nó phải quan lúc nào nó cũng phải quan tâm vụ tiền thế chứ. Tại sao? Tại đó là cái chi phí lớn nhất trong cuộc đời của mình. Thằng Hoàng Đồng nó nói công việc mới mỗi ngày của người đầu tư tiền tiền điện tử là gì vậy anh? Với anh Tài, phe anh Tài và học sinh của anh Tài. Học sinh của anh đó thì anh không biết nó đang làm gì, còn như bên phe của tôi anh đó là mỗi ngày đó là tôi đang nghiên cứu mà giải quyết mấy cái trở ngại mà tôi anh gặp đó để mở rộng cái danh mục của mình. Tại anh sai, tại lúc mình làm nhiều tiền như nào nó khó khăn gì đấy, nó không có, nó có nhiều cái trở ngại đó không, như bảo mật nó có trở ngại, mình chuyển chuyển tiền không được, xong mình nó trở ngại là mình giữ tiền đó ở đâu, xong mình trở ngại rằng là mình muốn mà chuyển tiền từ ngân hàng này qua ngân hàng nọ nó không phải là dễ. Ok, như tụi em mà chuyển đó không, 1-2 triệu, 1-2 tỷ, 3-4 tỷ đó không thì có thể được đó không, mà của mình chỉ mình chuyển tiền á mà từ mà ngân hàng này qua ngân hàng nọ của mình chuyển cái số tiền lớn đó không, nó không phải là dễ. Với lại mình nó không có chỗ để, như như tụi em có 50 tỷ hay là 100 tỷ hay là 1.000 tỷ thì tụi em để đâu, không, nó có nhiều cái trở ngại lắm đúng không. Mà cái phần lớn đó không, mấy cái vấn đề mà tụi anh đang chú ý vô làm thì bây giờ đó hàng ngày đó không, là nó trung bình đó là cỡ 99% nó liên hệ tới luật pháp, nó không có liên hệ gì tới vấn đề đó, là mình mua bán làm sao, mình đầu tư làm sao hay là mấy vấn đề hết trơn á. Nó phần lớn đó là nó liên hệ tới cái vấn đề đó là luật pháp. Okay. Bởi vì là một cái dấu hiệu á mà tụi em có biết được á là cái nhóm mà hay là cái xe mà tụi em học hỏi đó bông, nó có mà thiệt tình đó làm lời hay là nó làm cái số tiền lớn á không đó bông, để mình học hỏi nó bông, là tụi em để ý nó nói dụ á luật pháp với lại thuế nhiều hay không. Như nó mà ngồi đó nói dụ phân tích kỹ thuật hàng ngày đó bông, là chắc chắn 100% cái thằng đó nó chưa làm cái số tiền lớn, chắc chắn 100% đó. Hồi đó giờ anh chưa thấy cái thằng nào mà nó làm số tiền lớn đó không, mà tối ngày nó chỉ lo vụ phát thanh vụ mà phân tích kỹ thuật hết trơn á. Ok, cái thằng mà nó làm á lớn đó không là nó lo vụ thuế má nhiều nhất, cái luật pháp nhiều nhất, ngân hàng nhiều nhất, nó lo mấy cái chuyện đó, nó không có lo vụ mà phân tích kỹ thuật gì chứ. Ok, tại anh tại nó đó là cái phần nhỏ trong cái hệ thống của mình ha. Thằng Lương nó có nên để lại 30% tiền để trên sàn làm thế chấp với vay tiền làm. Em hỏi cái chuyện tào lao gì vậy? Anh nói cho em đừng có giữ tiền trên sàn, xong cái em hỏi rằng đó là anh em nên để tiền trên sàn để mà thế chấp đó không? Anh chi ạ? Mình không có giữ tiền trên sàn gì chưa? Ok, tại sao vậy? Tại cái sàn nó sập tiền đó. Đúng không? Hết trơn mấy cái sàn hồi đó giờ tụi anh xài đó nó sập tiệm, nó bể nợ, nó phá sản hết trơn rồi, nó bị tấn công hết trơn rồi. Ok. Không có, đừng có để tiền trên sàn hết trơn. Ok. Thằng AVF nó nói rằng em thế chấp tất cả tài sản để đu theo mùa gấu này, mong anh phụ hỗ trợ phụ hộ cho em. Không biết nó cần anh phụ hộ gì nữa. Ok, mình không không có nên thế chấp mà nhà cửa mình để đi đầu tư nha. Ok. Thằng Phong CP nó nếu nếu đặt cuộc, anh có cuộc là SEC sẽ
chấp nhận ETF spot Bitcoin trong 2023 không? Không có luật pháp, có sao anh biết được? Có làm sao anh ta biết được? Cái lý do mà nó khó 10 năm nay mà cái mấy tụi mà nó muốn mở ra cái Bitcoin ETF nó mở ra bên Mỹ không được bông, là tại vì cái tụi SEC đó bông, mấy cái thằng mà nó làm trong SEC đó, tụi em phải hỏi bông là hồi đó ai đưa nó lên chức. Thì là mấy cái thằng đưa nó lên chức đó, là mấy cái thằng chủ của mấy cái sàn, mấy cái hệ thống, mấy cái công ty, mấy cái tổ chức đó, mà truyền thống trong chứng khoán với trong cổ phiếu, bởi nó không có muốn đó, là cái tụi đó, trong tiền mã hóa này nó chiếm hết trơn khách hàng của nó. Bởi vì đó, là em nghĩ rồi đó, là cái nhóm mà nó đang sở hữu cái sàn Nasdaq, sàn mà New York, cái sàn này sàn nọ, mà trong hết trơn mấy kinh doanh mà truyền thống đó, thì tôi nghĩ là nó có muốn đó, là mở, cho cái thị trường tiền mã hóa này mở rộng ra để hút hết cái hàng của nó không? Dĩ nhiên không, bởi vì nó đưa mấy cái thằng bạn của nó lên trên chức trong cái SEC đó không? Nó bỏ tiền ra để mua mấy cái chức đó để cho mấy thằng bạn nó lên trên đó làm chủ tịch SEC rồi đó không? Làm bộ trưởng công an tài chính rồi đó. Thì lý do mấy thằng đó, bộ trưởng đó, bên phe của nó mà cho mấy thằng khác vô mà chiếm khách hàng của nó làm gì? Bởi nó mới khó khăn là gì đó. Ok. Tụi em, tại tụi em ở dưới quê, tụi em ở bên Việt Nam, xong tụi em chưa ra ngoài đời đó, xong tụi em nghĩ rằng là nước Mỹ nó không có ăn hối lộ đâu này đó, nó hầu là nước nào nó cũng ăn hối lộ chứ, chứ đừng có nghĩ rằng là nó không có, nó bạn bè nhau, nó ủng hộ nhau, ok, mình cùng phe như đó thì nó cho mình giấy phép, còn mình không cùng phe như đó, nó không có cho mình giấy phép gì chứ.